với lịch sử 10 năm hoạt động, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và chính sách sau bán hàng chu đáo, chuyên nghiệp. Hỗ trợ bảo hành tại nhà 24/7. Hỗ trợ cài đặt phần mềm, bảo dưỡng trang giúp quá trình sử dụng máy. Đặc biệt, cho khách hàng mượn máy sử dụng trong quá trình bảo hành. Được đông đảo các thành viên trên các diễn đàn công nghệ lớn như Tinh tế, VOZ, Handheld đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn. Cái lần lâu nhất mình từng lấy là năm 2008. À, lần đầu tiên là mua năm 2008. Bây giờ cái máy đấy vẫn dùng. Vẫn dùng. Trước anh mua máy gì anh? Mình mua con HP Pavilion 5. HP đợt đấy thì nó chỉ nóng thôi. Ờ, nó chỉ dính nóng thôi. Còn nó không có một cái vấn đề gì cả. Cái này lâu chưa ạ? À? Nói chung là cũng đi lâu rồi. Em ở trên Tinh tế một thời gian. À, anh dùng Tinh phép từ lâu rồi. Tức là trước kia anh mua ThinkPad, anh mua... Anh mua của em rồi thứ ngày bọn em ở Phú Vọng, anh cũng mua rồi. Yeah. Cái máy hồi còn... 41 Phú Vọng này. Là cái máy đấy còn dùng tốt không ạ? Anh dùng X, hồi anh mua cái X230. 230 thì mấy năm? Ừ thì anh dùng hồi bọn em ở Phú Vọng mà. Yeah. Cái chỗ 141 này. Đợt anh xem thông tin ở trên OS, bọn em thấy xét là bán nhà. À. Sao anh cũng định thời đấy anh định ngắm nghía để mua. Anh cũng chắc là cũng hay lên các diễn đàn nhỉ anh nhỉ? Anh là dân Handheld mà. À. Handheld rồi.